Chuyện kể, nàng công chúa bé nhỏ sẽ lớn khôn. Ngày xưa, tại Trung Hoa, có một vị vua thừa kế cha của ngài và cai trị một quốc gia rộng lớn. Quý vị biết Trung Quốc lớn đến cỡ nào? Ngày xưa, đa số những nước Á Châu đều thuộc về họ, cho nên phải rất là lớn. Nhưng dù vậy, mặc dù ngài cai trị một quốc gia rất lớn, kiến thức của ngài lại rất là nhỏ. Đây là một cách nói rất lịch sự, nếu không quý vị chỉ cần nói thẳng ra như người Mỹ nói là ông khờ khạo, ông ta đần độn, ông ta ngu ngốc. Nhưng ngày xưa, đặc biệt tại Trung Hoa, nếu quý vị nói một ông vua là ngu ngốc, quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cái đầu của quý vị, cho nên không ai dám nói điều đó về ông vua ngu ngốc này. Và chuyện xảy ra là ông lấy một nàng công chúa rất là xinh đẹp, nhưng cũng đồng thanh tương ứng rất là đần độn, cho nên cả hai rất là xứng đôi vừa lứa. Họ sống với nhau rất là hạnh phúc. Điều đó chúng ta có thể đoán được, chúng ta không quá ngơ ngẩn. Cho nên cả hai sống với nhau rất hạnh phúc và cai trị đại quốc này. Từ cuộc hôn nhân, họ sinh một cô công chúa rất là xinh đẹp. Không một đứa trẻ nào đẹp và dễ thương như vậy, cho nên người ta đặt tên nàng là công chúa Huy Hoàng, vì cô ta đẹp lộng lẫy. Và cô cũng là một cô gái rất tốt và rất ngoan. Nhưng chẳng may vua cha và hoàng hậu lại là rất ngu đần, cho nên thay vì sung sướng với đứa con nhỏ vừa đẹp vừa lộng lẫy và khôn ngoan như vậy, họ lại rất thất vọng và khổ sở. Vì họ cứ nói với nhau rằng: ôi trời ơi, hãy xem con tôi, nó nhỏ quá, bé quá, chỉ có chân cẳng của nó chỉ dài có bấy nhiêu đó thôi, tay của nó thì ngắn quá và nó lại không có tóc. Trẻ sơ sinh thường giống như người xuất gia. Cho nên vấn đề là họ cứ than phiền mỗi ngày. Họ nói: con tôi không lớn, không bình thường, trông không giống như mọi người xung quanh, nhỏ quá, không làm được gì cả, không nói được, không ăn được, không đi được, không đọc sách được, không hát được, không chuyển trò được, không coi tivi được, không bơi lội được và không làm được gì cả. Cho nên vua cha và hoàng hậu rất là thất vọng và không vui. Họ nghĩ rằng đứa bé là một hiện tượng ma quái hay là ma quỷ đã gửi đến một điềm xấu cho họ, cho nên họ bèn nghĩ cách trừ khử đứa bé. Vì cả hai chưa hề liên lạc với bất cứ người nào bên ngoài hoàng cung, và mọi người phục dịch họ đều là người đã trưởng thành. Họ không hề bước ra ngoài đi đâu, họ không đọc sách, không biết gì hết. Cả hai đều hoàn toàn hết sức đần độn, cho nên họ rất là thất vọng về đứa con của mình. Bây giờ, vì họ trước đó chưa hề thấy một đứa trẻ nào như vậy trong cuộc đời của họ, họ sống trong hoàng cung kín mít mà không biết gì khác ngoài hoàng cung ra. Rồi họ lại nghĩ đứa bé là một loại thú vật không bình thường. Cho nên lúc bấy giờ, mỗi vị quan trong triều đã cố gắng giải thích cho nhà vua và hoàng hậu rằng tất cả các trẻ sơ sinh đều như thế. Nhưng họ không nghe và họ muốn trừ khử thứ yêu quái này. Nhưng rồi mọi người nói: ôi xin hãy từ từ, có lẽ chúng có thể làm được điều gì đó. Tất cả các quan trong triều đều nói: xin hãy xét lại, chúng tôi sẽ thử. Có lẽ một vài điều chúng ta có thể làm được, vậy xin hãy khoan. Rồi nhà vua nói: không, ta sẽ giết đứa trẻ này hoặc trừ khử nó nếu nó không lớn lên, trừ khi nó trở thành giống như chúng ta, nếu không ta sẽ giết nó. Và rồi cuối cùng vua và hoàng hậu ra lệnh rằng tất cả các lương y trong nước và ngay cả các nước láng giềng hãy đến hoàng cung để cứu chữa cho công chúa và khiến nàng mau lớn. Có lẽ cô bị bệnh. Nếu cô ta bình thường thì là cô ta bị bệnh, họ nghĩ như vậy. Cho nên tất cả lương y đều đến và làm hạ cơn giận của nhà vua và hoàng hậu. Nhưng họ không biết gì khác, là những người rất vô minh, cho nên nhà vua bèn nói: hôm nay trong vòng một tiếng, ta sẽ truyền đánh chuông. Chuông lớn như cái này,
nhà vua sẽ kêu người ta đánh chuông 3 lần trong vòng 1 giờ, và các lương y phải tìm cách khiến cho công chúa thay đổi và lớn lên trở thành bình thường. Nếu không, họ sẽ giết công chúa và giết hết các lương y. Ngày xưa vua là trời, ngay cả một ông trời cứng rắn và ngu đần, cho nên mọi người đều run sợ. Nhưng không ai có thể nghĩ ra cách nào để làm được như vậy, vì các lương y chỉ quen cứu người ta và chữa bệnh cho người ta, chứ không thể làm cho một đứa trẻ bỗng lớn lên trong vòng 1 tiếng đồng hồ được. Họ đã cố gắng giải thích và kiên nhẫn giải thích cho nhà vua và hoàng hậu, nhưng cả hai đều không muốn nghe câu trả lời. Nhà vua nói, ta là vua, bất cứ điều gì ta nói đều phải được thi hành, hoặc ngươi phải chết. Một là làm, hai là chết, cho nên không ai có thể nói được điều gì. Cuối cùng, tiếng chuông cuối cùng vừa chấm dứt, nhà vua và hoàng hậu bước ra giữa hai hàng vệ binh. Ồ, mọi người đều ớn lạnh, và nhà vua hỏi có ai tìm ra được giải pháp cho căn bệnh bất bình thường của công chúa. Không ai có cả. Cho nên sau đó, nhà vua sửa soạn để giết, rồi mọi người sửa soạn để chết, vì họ làm gì khác hơn được nữa. Nhưng rồi vào phút cuối, có một vị lương y từ hàng cuối cùng tâu rằng, hạ thần có một điều, hạ thần có một giải pháp, xin đừng giết vội. Nhà vua rất vui mừng và nói, phải, ta đã nói mà, phải có cách làm được, không vấn đề gì. Cho nên sau đó mọi người lắng nghe những gì vị lương y nói. Vị lương y nói, hạ thần biết có một liều thuốc có thể làm cho công chúa trở nên kích thước bình thường mà bệ hạ muốn. Vì vậy, nhà vua bèn nói, mau mau nói cho ta biết. Và vị lương y bèn thưa, ồ không, tạm thời gọi liều thuốc này là liều thuốc thời gian. Để làm liều thuốc này, chúng ta cần 454 loại vị thuốc và 3571 loại nước hoa khác. Và đây là một loại thuốc tuyệt diệu, rất rất hiếm người biết. Nhà vua rất lo lắng và hỏi, nhưng cái gì? Vị lương y ngần ngừ, ông ta kéo dài thời gian để hâm nóng toa thuốc này. Ngoài ra, vị sư phụ nghĩ, ông ta đang run. Nhưng ông ta nói một cách chậm rãi. Và sau đó vị lương y nói, vì hạ thần ngại rằng có nhiều vị thuốc cho toa thuốc này, chúng ta không thể kiếm được một ngày một hôm, phải mất thời gian rất lâu. Rất hay, rất khôn ngoan. Và rồi nhà vua nói, nhưng nhà ngươi biết ta là vua mà, tất cả mọi việc đều có thể làm được. Hãy cho ta biết ngươi cần những thứ gì, ta sẽ sai người đi tìm. Vị lương y bèn thưa, ồ thánh thượng, uy quyền của ngài mọi người đều biết và có thể làm được nhiều việc, nhưng để tìm những vị thuốc này trong vũ trụ, quyền lực của ông vua không thể có được, vì trong số những vị thuốc này có một vài vị không có sẵn. Thí dụ như một vị thuốc gọi là nhiều năm tháng. Vị thuốc nhiều năm tháng, 2 năm mới nở một bông. Ông ta chỉ nói chuyện tầm phào, quý vị hiểu ý sư phụ không? Và rồi ngài phải chờ 4 ngày sau, lúc 12 giờ 1 phút 2 giây để hái bông này, nếu không nó sẽ không hiệu nghiệm. Đại khái như vậy, ông ta nói toàn chuyện tầm phào, sư phụ cũng có thể nói được, cho nên sư phụ không cần đọc sách. Và rồi phải làm thuốc vào mùa đông. Bị ông vua cũng ngu mà, bất cứ điều gì ông nói đều được, nhà vua không biết sự khác biệt. Và rồi vị lương y lại nói, còn một vị thuốc khác còn quan trọng hơn vị thuốc đó. Còn một vị thuốc khác gọi là kiên nhẫn, vị này còn khó tìm hơn nữa. Nó chỉ bọc ở rặng Hy Mã Lạp Sơn, mỗi 6 năm tuyết chỉ tan một lần, và ngài phải đợi 6 tháng sau, mỗi 6 ngày 6 giờ 6 giây của mùa hè năm thứ 4 rồi mới có thể lấy được, đại khái như thế. Cho nên nếu bệ hạ muốn lấy các vị thuốc này hiệu nghiệm, chúng ta phải làm đúng y như trong sách đã liệt kê. Nếu không chỉ mất thời giờ, và sự bất bình thường của công chúa không thể nào chữa được. Được rồi, nhà vua hết kiên nhẫn.
Ồ, thật khó quá, ngay cả đối với một ông vua như ta. Vị lương y đáp, đối với ai cũng vậy. Rồi vị lương y nói, thần đã đệ trình lên bệ hạ một giới luật về y khoa. Và rồi nhà vua bán tính bán nghi, cho nên ngài suy ngẫm rất kỹ bằng trí huệ ngu đần của mình. Ngài suy nghĩ, thay vì nghĩ ở đây, nhà vua cứ nghĩ ở đây rồi ở đây, mắt mũi. Rồi nhà vua suy nghĩ ở các ngôi chùa của ông, nghĩ ở tai và rồi nghĩ ở bộ râu. Và rồi ngài không nghĩ ra gì cả. Rồi ngài suy nghĩ với tóc, xoáy tóc như vậy. Ngài cũng không nghĩ ra được là những vị thuốc mà lương y này nói là thật hay không. May mắn thay bà hoàng hậu, đàn bà luôn luôn có một chút nhạy cảm hơn, mặc dù cả hai đều ngu ngốc. Cho nên hoàng hậu mới nói, ôi đừng bận tâm, hãy thử xem, chúng ta không mất mát gì cả. Cho nên nhà vua bèn nói, được rồi, lẽ dĩ nhiên quý vị biết đàn bà luôn luôn quyết định những việc đại sự trong vũ trụ. Quý vị biết đó, trong bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, đệ nhất phu nhân. Chúng ta không đi vào vấn đề đó, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Và nhà vua nói, được rồi. Khi nhà vua hỏi vị lương y bao lâu, một tuần được không? Vị lương y lắc đầu và đáp, không, không, rất tiếc, phải lâu hơn thế, ít nhất cũng phải 12 năm. Không dưới 12 năm được. Và trong 12 năm đó, bệ hạ phải giao công chúa cho hạ thần trông nom chăm sóc. Và chỉ một mình hạ thần chăm sóc công chúa mà thôi, không ai được đến gần, không ai trong hoàng gia, không một ai từ bên ngoài có thể đến gần công chúa, nếu không sẽ không hiệu nghiệm. Thần xin cam đoan với bệ hạ, sau 12 năm, nếu công chúa không lớn như một người bình thường, bệ hạ có thể chém đầu thần. Cho nên nhà vua nói, được rồi, ta nghĩ ta không thể làm gì khác hơn. Và rồi hoàng hậu cũng nói, được rồi, hãy giao cho ông ta. Sau 12 năm nếu ông ta không làm được, chúng ta sẽ chém đầu cả hai người. Không vấn đề gì. Rồi lại một lần nữa, nhà vua lại nghe theo hoàng hậu, giao công chúa cho vị lương y để trông nom. Và ông phải viết một tờ cam kết, đảm bảo. Rồi ông đem công chúa về nhà. Và dĩ nhiên quý vị biết chuyện gì xảy ra. 12 năm sau, ông đem trình diện công chúa trước vua và hoàng hậu, một người xinh đẹp nhất chưa hề thấy. Tóc đen dài ống mượt, cặp mắt to và sáng, vì thế mọi người đều vui mừng. Lẽ dĩ nhiên vua và hoàng hậu trọng thưởng viên lương y này. Và sau đó, cả ba sống trong hạnh phúc. Công chúa trong suốt thời gian 12 năm đã học hỏi nhiều những điều của vị giáo sư và bác sĩ giảng dạy trong bùn mà vị lương y đã mướn cho mục đích đó. Cho nên cô lớn lên xinh đẹp và thông minh, vì thế cô biết hết mọi việc. Sau đó cô kế vị phụ hoàng và cai trị quốc gia với trí huệ, lòng từ bi bác ái. Bây giờ quý vị biết rồi hả? Đừng đến hỏi sư phụ con có thể thành Phật đêm nay hay trong vòng một tuần lễ được không. Cho dù việc tức khắc khai ngộ đã sẵn sàng, nhưng cần phải có thời gian để quý vị quen với trí huệ đã bỏ quên từ lâu. Cho nên quý vị cần phải nhiều thời gian để nhớ lại, vì một số lực lượng trí huệ sẽ giết quý vị, cũng giống như một số lực lượng lớn sinh tố hay bất kỳ số lượng chất đạm hoặc bất kỳ loại dinh dưỡng nào quá mạnh sẽ giết hại trẻ nhỏ trong một vài giây. Cho nên chúng ta phải có thời gian để ăn uống và trưởng thành. Mọi việc đều cần thời gian, chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghe nói Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề 6 năm và thành Phật. Cho nên, nếu quý vị muốn thì hãy thử xem. Chúng ta có rất nhiều cây Bồ Đề ở đây, và tất cả đều miễn phí. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể ngồi đây và chúng ta sẽ đem thức ăn đến cho quý vị mỗi ngày. Chắp tay lại. Có ai muốn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề trong 6 năm không? Đây là một việc rất dễ, chỉ ngồi đó và không làm gì cả, không cần trồng cỏ và gì hết, không có nhạc rock hay roll. Có ai ở đây muốn nạp đơn xin làm việc này không? 6 năm là một thời gian rất ngắn.
không phải 6 năm hay 6 tháng mà là đời đời kiếp kiếp làm việc cực nhọc. Và có lẽ đây là lần cuối cùng. Nếu quý vị làm được, nếu quý vị muốn và lần này quý vị có thể làm được, nếu quý vị không muốn cũng được, quý vị có thể trở lại lần nữa. Ngồi dưới cây bồ đề 6 năm, mọi người đều có cơ hội trở về thiên quốc huy hoàng. Nhưng mọi người phải tự đi. Cho dù có với sự gia trì của sư phụ, quý vị phải tự đi. Chỉ khi quý vị ngã xuống và quý vị gặp khó khăn, thì khi đó vị thầy mới chăm sóc quý vị. Nếu không thì phải đi. Cha mẹ không thể bước cho con mình, có phải vậy không? Mặc dù chúng ta thương yêu, chúng ta vẫn phải tự đi và học hỏi từ những lỗi lầm, những khập khiễng, té ngã, và rồi chúng cất bước trở lại cho đến khi có thể chạy được. Cho nên mỗi người trong chúng ta, sư phụ đi đường của sư phụ, quý vị đi đường của quý vị, sư phụ đã đi qua, sư phụ trở lại và đem quý vị đi lên, nên sư phụ biết đường rành hơn, chỉ có vậy thôi. Cho nên quý vị phải đi, hiểu không? Sư phụ đứng một bên và quý vị cứ bước đi. Thượng Đế ngự trong chúng ta. Mặc dù tôi biết Thượng Đế có thể làm bất cứ gì, nhưng cứ để vậy. Thượng Đế làm được mọi việc, nhưng Ngài không làm, bởi vì chúng ta phải làm. Thượng Đế không phải ở đó làm mọi việc cho chúng ta. Nếu chúng ta không muốn tự mình, chúng ta phải yêu cầu, chúng ta phải muốn. Chúng ta phải tạo thế giới của chính mình. Chúng ta phải làm chủ. Chúng ta phải nhận thức Phật tánh bên trong, năng lực mạnh mẽ mà mình có. Chúng ta phải phát triển nó, phải nhớ đến nó, phải tận dụng nó. Chúng ta phải bước đi như một Thượng Đế trên địa cầu. Chỉ lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng Thượng Đế là chúng ta. Thượng Đế có thể làm mọi việc, dĩ nhiên. Nếu không, Ngài không phải là Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế làm mọi việc để làm gì? Ngài đã làm rồi, tạo cả vũ trụ cho chúng ta, tạo ra vạn vật. Giờ đây chúng ta đã ở trong sự sáng tạo này. Tùy chúng ta có muốn sử dụng năng lượng của mình hay không, có muốn tạo cho mình thành những gì mình muốn, bằng sức mạnh niềm tin, bằng kiến thức về chân tánh, bằng sự giác ngộ của chính mình. Bằng không, Thượng Đế vô dụng. Nói thật vậy, Thượng Đế đã làm xong công việc của Ngài. Ông già đáng thương, cần nghỉ ngơi, nghỉ mát. Thật ra, nếu Thượng Đế làm mọi việc, dù không ai yêu cầu, thì chúng ta ở đây làm gì? Làm sao chúng ta nhận thức được sự vĩ đại của mình? Cho nên, tùy chúng ta có muốn trở thành một Thượng Đế hay làm gì khác, quyết định là ở quý vị. Nghe thì hay, nhưng quý vị phải áp dụng. Thật khó trở thành Thượng Đế, tại sao không? Chẳng lẽ quý vị muốn thành gì khác? Nếu mọi người, mọi thánh kinh, mọi kinh điển, mọi tôn giáo đều tuyên bố quý vị là con cái Thượng Đế, vậy bây giờ quý vị muốn làm gì đây? Đó là vì đầu óc, não bộ, phong tục xã hội khiến chúng ta nghĩ mình thấp kém, yếu đuối, thậm chí không dám tin là Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta mọi thứ. Cầu xin bất cứ gì, quý vị sẽ được, nhưng quý vị không dám. Đa số người không dám mơ ước, Thượng Đế ban cho mình điều này, điều kia, tại sao không? Nhiều người không cần đến Ngài, nên Ngài đi nghỉ phép, nghỉ Giáng sinh chẳng hạn. Thượng Đế ngự trong quý vị, Thượng Đế chính là quý vị. Mọi bài giảng đều chỉ là về đề tài đó. Đó là điều duy nhất quý vị phải làm. Nhớ chính mình, nhớ là quý vị có thể tạo ra bất cứ gì mình muốn bằng sức lực mạnh của niềm tin, bằng lực lượng của sự giác ngộ. Nhưng đôi khi, chúng ta không dám tin mình có thể được cái này, cái kia, cái nọ cũng được. Chúng ta cũng không cần có quá nhiều. Chúng ta cũng không cần phải là triệu phú, giàu có này nọ, nhưng vẫn có thể được. Có thể được ngay cả với sự hiểu biết tâm linh. Có thể thành bất cứ gì quý vị muốn, có bất cứ gì quý vị muốn, với điều kiện quý vị thật sự muốn và biết mình sẽ được.
Thường thường quý vị nói: tôi không nghĩ tôi sẽ được, nhưng tôi cứ xin, nhưng chắc là không được. Đó là điều ngăn cản mình không có được những gì mình muốn. Chưa gì đã nghĩ là ông già sẽ không cho. Điều đó cũng được, nếu quý vị có đủ ăn, tốt. Nếu quý vị có đủ mặc, không sao. Không cần muốn quá nhiều cũng được. Nhưng không phải không thể, tôi chỉ muốn nói cho quý vị biết. Rất nhiều người đã chứng minh, chỉ bằng trí lực, họ có thể di chuyển đồ vật, có thể đi trên lửa, có thể đi trên nước, họ có thể đâm dao xuyên qua má, từ tay này qua tay kia mà không sao cả, không rơi đến một giọt máu. Ngay cả với lực lượng đầu óc thôi, lực lượng Atula, quý vị đã có thể làm được như vậy. Họ nói rằng ở Hoa Kỳ là miền đất của cơ hội, có lẽ đúng. Bởi vì người Hoa Kỳ có ý chí cương quyết, họ tin họ sẽ có thể làm được. Họ luôn luôn đòi hỏi tốt hơn nữa. Họ không do dự hay e ngại khi yêu cầu ai, kể cả Thượng Đế, để thực hiện ước mơ của họ. Chúng ta cũng nên như vậy. Cho nên đừng tìm cách bỏ nhà hay ẩn náu chỗ nào đó, thậm chí ẩn náu nơi minh sư. Minh sư là quý vị. Quý vị có minh sư bên trong. Chúng ta khác nhau chỗ nào? Có thể có chỉ số thông minh của quý vị còn cao hơn tôi, ai biết được. Có một phim ở Hoa Kỳ do anh chàng John Travolta đóng. Tôi không biết tựa phim, nhưng phim nói về một người có năng lực di chuyển đồ đạc, đồng thời có khả năng biết những hiện tượng đang xảy ra từ những nơi rất xa và có thể tiên đoán gì đó, hoặc có thể đọc thông điệp của người khác qua không khí. Nhiều người không tin, cho dù nhìn thấy họ cũng không tin. Họ không tin rằng đó chỉ là một sự tập trung của đầu óc. Họ muốn giải phẫu óc của anh ta để xem có gì khác biệt, cho nghiên cứu khoa học để tìm xem có khác biệt gì giữa óc của anh ta và người khác. Người được gọi là bình thường không có gì khác biệt. Họ có thể giải phẫu để cắt tất cả dây thần kinh được cắt ra thành ngàn mảnh tỉ mảnh. Họ cũng không thể thấy gì khác hơn. Dù sao có khác nhau chút ít giữa người với người, nhưng không có gì khác đến vậy. Nếu quý vị tập trung tâm trí, chỉ là sức mạnh của sự tập trung. Nếu quý vị giải phẫu bộ não, không có gì khác biệt. Cho nên ngay cả có tài cũng nguy hiểm khoe khoang thần thông của mình. Đó là lý do tại sao tôi bảo quý vị đừng nói cho ai biết thành quả của mình. Nhiều khoa học gia chỉ tin vào những gì họ có thể sờ hoặc chứng minh. Cho nên đôi khi thiên tài khó sống trên thế giới này. Nhiều thiên tài đã đến và đi không ai biết, không ai nhận ra, và còn bị xã hội hãm hại cũng chỉ vì con người quá vô minh. Họ không biết những gì thiên tài đó biết, cho nên họ không tin. Họ tìm cách hại người đó. Đôi khi họ tìm cách chứng minh bằng vật chất đến nỗi hại người tài giỏi đó, hoặc chúng sinh tài ba, hoặc tâm linh đó, cũng chỉ vì như thế. Dùng trí huệ để nhận thức chân lý. Đây là một câu chuyện dài, dĩ nhiên cũng có đạo lý trong đó. Tôi thường kể cho quý vị nghe chuyện khôi hài, không phải là để quý vị cười, mà là để quý vị hiểu rằng ý nghĩa phía sau câu chuyện. Hầu hết những câu chuyện tôi kể đều có ý nghĩa bên trong. Dù là có lúc tôi giải thích, có khi không. Nếu tôi giải thích, quý vị sẽ hiểu về một khía cạnh, và về sau quý vị nên tiếp tục nghĩ về những khía cạnh khác nhau. Nếu tôi không giải thích, quý vị nên biết suy nghĩ và tự giải thích cho chính mình. Chúng ta hiểu tùy theo đẳng cấp. Câu chuyện này có ý nói về đẳng cấp của chúng ta khác nhau, sự nhận thức sẽ khác nhau. Nếu có tâm linh tinh khiết và khẳng định, mọi việc chúng ta nhìn sẽ trở nên khẳng định, thoải mái và xinh đẹp. Nếu tâm không tinh khiết mà lại phủ định, mọi việc chúng ta nhìn sẽ trở nên xấu. Cho nên nếu chúng ta có trình bày một sự việc cho nhiều người khác nhau, mọi người sẽ nhìn từ một góc cạnh khác nhau và có những nhận thức khác nhau. Tại sao chúng ta theo đuổi sự tu hành? Đó là bởi vì sau khi tu hành, trí huệ sẽ phát triển, đầu óc mở mang và sự nhận thức
sẽ chính xác, có vậy thôi. Nhìn cùng một chuyện, nếu có thể nhìn xuyên thấu để thấy được chân lý của nó, chúng ta sẽ không hiểu lầm và không bị lẫn lộn hay bị ảo tưởng, lừa dối, đưa đến sự hiểu biết và nhận thức sai lầm. Đó là lý do tại sao khi tu hành một thời gian, chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn trong thế giới này. Có thể chúng ta vẫn đau khổ, không phải là không còn đau khổ, nhưng chúng ta sẽ không trở nên bạo động, cũng không thù hận, bởi vì chúng ta hiểu được bản tính vô thường cũng như luật nhân quả. Nếu có ai lấy thứ gì của chúng ta, điều này cũng không hẳn là xấu cho chúng ta. Chúng ta biết rõ như vậy sau khi tu hành và trở nên khai ngộ. Không cần biết bao nhiêu lần chúng ta đọc câu chuyện tái ông mất ngựa, và cuối cùng việc mất ngựa này biến thành một chuyện tốt đẹp, hay đọc bao nhiêu câu chuyện tương tự, chúng ta vẫn không thực hành được những điều mình học hỏi. Chúng ta đã biết đủ về đạo đức, nhưng nếu không bình tâm mỗi ngày và thiền định để tiêu hóa những gì mình biết, chúng ta không thể sử dụng kiến thức này. Chúng ta chỉ học hỏi chúng, đọc chúng rồi quên mất. Rất ít người có thể áp dụng giáo lý của thánh nhân vào đời sống. Sau khi tu hành, chúng ta không xem thế giới này và tất cả mọi việc khác là điều quan trọng, cũng không lạc vào sự ham muốn hay danh vọng như trước nữa. Không điều gì có thể làm náo động hay ràng buộc chúng ta. Chúng ta có thể có con cái và làm tròn bổn phận của mình, hay thỏa mãn sự cần thiết của thân thể, nhưng chúng ta không lạc vào trong đó. Chúng ta hiểu rất rõ ràng. Phần đông người ta hay nói Thượng Đế là vô sở bất tại, Thượng Đế chỗ nào cũng có, và Thượng Đế có từ trên thiên đàng cao nhất xuống tới địa ngục thấp nhất. Thượng Đế hiện hữu trong tất cả cái đẹp của cuộc đời. Khi những màu nhiệm này xảy ra, Thượng Đế cũng có trong mọi sự tâm tối của cuộc đời, khi mọi chuyện sai trái. Vì Thượng Đế là vô sở bất tại, nên những phẩm chất của Thượng Đế cũng phải là vô sở bất tại. Như phẩm chất của tình thương chẳng hạn, phẩm chất này ra sao khi Thượng Đế ở trong địa ngục tâm tối nhất, khi tất cả mọi thứ trong đời đều sai trái. Đó là một hình thức thương yêu khác để nhắc nhở chúng ta trở về với khía cạnh cao thượng hơn, giống như cầu thang vậy. Nếu đi lên một chút nữa, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhiều hơn, nó cao hơn. Nếu chúng ta ở dưới trong hầm tối hơn chẳng hạn như vậy, nhưng nó vẫn thuộc về căn nhà đó. Phía tối của Thượng Đế là địa ngục, đó là lương tâm của chúng ta. Khi chúng ta phủ nhận Thượng Đế, chúng ta sẽ không thấy Thượng Đế. Không phải là lúc đó Thượng Đế không hiện hữu, mà là chúng ta quay mặt đi vì chúng ta đã làm điều gì đó tội lỗi. Cho nên địa ngục là do chúng ta tạo ra. Địa ngục chỉ là chỗ cho lương tâm đối diện với sự trừng phạt của nó, sự phán xét của chính nó. Không có Thượng Đế nào tạo ra cả. Chúng ta đã chọn nhiều cách để thi triển năng lực của mình, ngay cả lực lượng làm những điều đen tối, phủ định, độc ác, rất trái đạo đức. Chúng ta chọn được chơi lòng vòng, chúng ta chọn thám hiểm vũ trụ, chúng ta chọn được học hỏi, để biết chúng ta có thể làm được điều gì khác ngoài việc làm Thượng Đế. Chúng ta chọn làm nhiều thứ và chọn nhiều góc cạnh để tìm hiểu chính mình. Khi chọn làm điều không phải đạo, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gọi là địa ngục. Đó là lúc chúng ta từ chối phẩm chất cao thượng của Thượng Đế. Chúng ta chọn quay lưng đi để xem thử nó như thế nào. Đây là đẳng cấp của linh hồn, đầu óc không ý thức được điều này. Nếu đầu óc ý thức được những gì nó đang làm, nó sẽ không làm. Đầu óc chỉ là công cụ của linh hồn. Linh hồn muốn thể nghiệm điều gì đó mới lạ, muốn tìm hiểu lực lượng của nó, muốn đi vào những góc cạnh sâu hơn của vũ trụ và trở lại, muốn đi đến một nơi rất xa trong vũ trụ để coi có gì bên trong đó, muốn làm điều gì thật độc ác để xem cảm giác nó như thế nào, rồi sau đó học làm Thượng Đế trở lại, cao thượng trở lại. Đó chỉ là một hình thức khác của tình thương. Địa ngục là để nhắc nhở chúng ta đừng làm như thế, đừng độc ác, đừng phủ định, đừng tối tăm. Hãy trở lại vậy thôi.
Khi quý vị cảm thấy khủng khiếp là quý vị đang trực diện với một góc của địa ngục, đang đối diện với bức tường, đã đi tới ngõ cùng và đối mặt với bầu không khí đen tối, khủng khiếp. Và rồi không sớm thì muộn sẽ phải trở về. Cho nên đó là một hình thức khác của tình thương. Thượng Đế ở nơi tối tăm đó để nhắc nhở quý vị trở về với ánh sáng.